xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Đỗ Kim Phúc Freestyle Football. Và hôm nay có những người bạn của mình vô cùng tuyệt vời tại Sài Gòn. Yes, let's go. Một trong những thủ môn rất là ghê gớm trên TikTok. Và Bồ Nguyên, một trong những thủ môn luôn. Really nigga. Con đã được nghề sang thủ môn các bạn ạ. Và đây là một trong những cầu thủ có lực chân mạnh nhất Việt Nam lúc này. Let's go. Yes, come on. Và bây giờ sẽ là game đấu đầu tiên ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có một trò chơi. Đây, mọi người thấy là trên tay chúng mình đang có khẩu trang này, băng bịt mắt này, và một chiếc khẩu trang từ Fabo. Thì nhiệm vụ chúng ta sẽ như sau. Đầu tiên thì Nick sẽ là thủ môn, đúng không? Và Nick sẽ bịt mắt lại. Nick sẽ bắt gôn ở khung thành này. Và ba người còn lại, mỗi người sẽ có 3 lượt sút. Và trong 3 lượt sút đấy chúng ta đều phải bịt mắt lại. Đúng, sút 3 lần thôi. Đúng rồi, mỗi người có 3 lượt sút thôi. Và người thua cuộc sẽ phải chịu một hình phạt. Và hai người chiến thắng sẽ đi tiếp vào game đấu số 2. Hãy cùng chờ xem nhé, sẵn sàng nhé mọi người. Go. Ok, let's go. Nào, nào. Ok, lùi lại đi, lùi lại. Bây giờ giống kiểu hội người mù Việt Nam đúng không? Nhìn mặt trời mà không trời lóa. Ok, đây là cái vạch gôn nhá. Đây là gôn anh. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là giữa gôn này. Đây là giữa gôn này, đúng rồi. Đây là đây không. Tiến ra. Đây là giữa gôn nhá. Đúng rồi, đứng im đây nhá. Đúng rồi, giữa gôn rồi. Bay sang trái nào. Bay sang trái. Bay phải. anh đùa đây. Đây mới là giữa gôn. Đây là giữa gôn nhá. Ok. Ok. Ok, như vậy là Fabo sẽ là người đầu tiên mọi người ơi. Bịt mắt đi em. Bịt mắt đã. Rồi. Sau giờ em sẽ sờ bóng. Em sờ bóng. Lùi lại 3 bước. Rồi, lùi lại 3 bước. Rồi. Lượt sút đầu tiên của Fabo. Right. Nope. Rồi, bây giờ là tới lượt của anh Phúc nha mọi người. Ok. Đúng rồi anh. Trời ơi. Ôi. Anh đá chân nó trượt là anh biết không phải cái kia cơ. Thế là vào. Số mấy đây? 3. Điều. Đúng số 3 rồi. Ơ, ăn gian đúng không? Ok. Sang này đi, sang là gôn rồi. Nữa, đúng rồi. 3 bước. Ok, bắt đầu, let's go. 1, 2, ok, 3. Ok. Các cơ bôn. Ok. Yes. Ok, như vậy là sau lượt sút đầu tiên thì Fabo là người chưa có điểm số nào cả. Cảm xúc của em là sao? Không được vui cho lắm. Không được vui cho lắm em à. Giỏi. Giỏi à? Mình làm lại nào. Lượt thứ hai của Fabo, anh cứ xem. Bàn thắng không đây. Ok. Sút. Ai, anh bảo bàn thắng buồn cười cực. Buồn cười cực tức là đổ người đây, bóng nó chưa cái nách luôn. Ok, như vậy là bàn thắng đầu tiên của Fabo. Và bây giờ sẽ là lượt sút thứ hai của mình đúng không? Ok. 1 này, 2, 3. Ok. 3, 2, 1, sút. Các bạn có thấy là đây một quả, một quả gọi là kiểu phòng thủ rất là ngầu, style này rất là đẹp các bạn, style này rất là đẹp luôn. Tỷ số lúc này đang là mỗi người có một điểm đúng không, mỗi người một điểm. Lượt sút thứ hai của One United, hãy cùng chờ xem là liệu anh sẽ bắn rụng được bao nhiêu con chim. À thế à. Hôm nay vâng, đấy là rất chuẩn. Trời ơi, dáng đẹp. 3, 2, 1, sút nào, sút đi. Trời ơi. Oh no. Trời ơi, bóng. Như vậy là bóng đã dội sang ngang, đập xuống đất. Nhưng mà theo công nghệ goal line của chúng ta, tôi thì bóng để ra ngoài các bạn ạ, chưa vào. Ok. Đợt cuối cùng và cả 3 đều đang có 1 điểm.
Ok, lượt à, lượt cuối cùng của anh chứ. Lượt cuối cùng của anh Phúc. Mọi người đều là một điểm nha mọi người. Cái trái hồi nãy là lỗi kỹ thuật nha. Mình bị chặt chân lúc mà mình đang đang sút trái banh lúc nãy. Ủa chết rồi, giày của anh Phúc hình như bị tuột giày rồi, phải chạy đá luôn đi anh. Đùa ác quá. Rồi. Hay quá, hay quá. Trời. Tôi nghĩ là lực này sẽ không vào. Em nghĩ là vào. Em nghĩ là vào. Anh nghĩ là đá trái hay phải? Anh nghĩ là bên phải. Ở giữa. Wow. Thật đấy. Như vậy là vừa xong là một cú sút mà bóng đập phải ngang và nảy xuống đất hai lần và ghi bàn rất là đẹp mắt. Thank you. Amazing. Ok, như vậy là chúng ta đã trải qua round đấu này và người thua cuộc chính là Phạm Bổ Nguyên. Và hai người chiến thắng sẽ đi vào vòng trong. Nhưng mà trước khi vào vòng trong thì chúng ta sẽ phạt cái người thua cuộc. Ok. It was at this moment he knew he fucked up. Và hình phạt của người thua cuộc đó chính là phải đứng ở đây, xoay lưng lại, giang hết tay to ra, chân to ra. Đúng rồi, và bị ba người còn lại sút quả bóng vào mông. Ôi bạn okay. Ơi. Come on. Yo 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 yo. Cảm giác sao? Game này dễ. Game này dễ. Okay. Game này dễ. Anh em ơi, game dễ. Bắt đầu. Bắt đầu đi. Let's go. Let's go. Nick, vamos. Ôi trời ơi. Công chúng là ra đây, công chúng luôn. Và bây giờ sẽ là lượt sút của mình. Sẽ là một cú sút. Mình chưa sút và chưa đá. Và bây giờ sẽ là lượt sút của mình. Yeah! Wow, skill rất đẹp. Wow, mà skill rất là đẹp. Ok. Sao? Đỡ hết hồn chưa? Đỡ hết hồn. Cái này quá dễ. Không đau, đau bình thường. Không đau đi nào đúng không? Bình thường. Cho đá lại thêm lần nữa. Nhưng mà trễ rồi. Và bây giờ sẽ là phần thi chung kết của ngày hôm nay. DKP vs One United. One United. Okay. Yeah, ok. Mỗi người sẽ có 3 lượt sút tiếp theo nhưng mà lần này sẽ là sút và được nhìn nhưng mà không được lấy đà. Ok. Không lấy đà. Ok. Ok. You first. Me first. Yeah. Come on. Nào. Lượt sút đầu tiên của oh my god. Ok, mỗi người có 3 quả mọi người ạ. Thật sự là không lấy đà rất là khó. Ok, và bây giờ sẽ là lượt sút điểm thứ 2. Đài cùng chờ xem. Đừng, đừng vào, đừng, 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 đừng. Oh. Wow. Một cú sút phải nói là đẳng cấp, tại vì thật sự là mọi người biết đấy, nếu mà khi chúng ta không lấy đà như này, đá rất khó luôn. Đá rất khó mà với cả một thủ môn giỏi như này thì nhiều lúc ấy mình sẽ không biết là mình phải đá cái hướng như thế nào để có thể là sút tung lưới một cái chàng trai mà họ xuất sắc như vậy. Ôi trời ơi. Hả? Ai mà. Ok. Oh! Như vậy là nếu mà quả này mình sút vào thì mình sẽ là người chiến thắng. Wow. Em ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm à? Đừng gọi. Theo thủ môn, theo em có nên phạt không? Chắc chắn là phải phạt. Chắc chắn là phải phạt luôn. Là phạt luôn. Mình phạt tiếp theo. Không phải chống mông nữa, chúng ta nằm cái dáng khác. Sẽ là nằm cái dáng kiểu nàng tiên cá. Sẽ là nằm cái dáng nàng tiên cá như này. Rất là đẹp như này. Đấy, và lần này sẽ không phải là hai người sút mỗi người một lần nữa mà cùng sút một lúc. Đấy. Dài hết chân ra, dài hết chân ra, dài hết chân ra. Nghiêng người lên, đúng rồi. Sút, sút, sút. Ôi trời ơi.
Ok, như vậy chúng ta vừa có hai phần game đầu rất là thú vị ngày hôm nay ở trong Sài Gòn cùng với cả những người bạn rất tuyệt vời của mình. Và hy vọng là nếu các bạn thấy hay thì đừng quên là dành một like và một subscribe cho chúng mình. Và đừng quên là follow cho Nick hay là Warren. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Bye bye.